Với SBTN Go, khán giả khắp nơi trên thế giới có thể xem các chương trình âm nhạc, tin tức, bình luận, giáo dục, giải trí và phim bộ mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh chất lượng, giá chỉ có 9.99 đồng cho một tháng. Tải app SBTN Go và ghi danh ngay hôm nay để được xem SBTN trên TV, điện thoại, iPad và trên máy tính. SBTN, hệ thống truyền hình được phát hành 24/7 để phục vụ khán giả Việt Nam tại hải ngoại. Đài truyền hình SBTN hân hạnh giới thiệu CD Hùng ca Việt Nam Cộng Hòa. CD gồm 7 ca khúc Hùng ca của Việt Nam Cộng Hòa và 7 karaoke track. Quý vị có thể vào trang nhà sbtnhomeshopping.com để đặt mua hoặc liên lạc 888-500-2018. Giá CD chỉ có $10. Vâng, Trần Đăng xin trở lại với quý khán giả trong chương trình Đối diện sự thật của SBTN trong ngày hôm nay. Kính thưa khán giả, ngày hôm nay thì Diễm Quyên vẫn bận một số công việc nên vẫn không thể tới được với chương trình Đối diện sự thật ngày hôm nay. Trong khi đó thì bác sĩ Ngô Bá Định thì đang ở 5 tiếng đồng hồ ở bên bờ biển Thái Bình Dương dưới cái nắng ấm của tiểu bang Hawaii mà gọi là thiên đường hạ giới. Kính thưa khán giả, và ngày hôm nay một lần nữa Trần Đăng xin được giới thiệu bác sĩ Ngô Bá Định từ Hawaii. Xin chào bác sĩ Ngô Bá Định ạ. Xin mến chào anh Trường Thắng và xin cảm ơn tất cả quý bà con cô bác và quý khán giả vẫn theo dõi chương trình và vâng, đóng góp rất nhiều câu hỏi rất hay. Vâng. Dạ vâng. Bác sĩ Ngô Bá Định, bác sĩ Ngô Bá Định đang thăm viếng Hawaii ở đảo nào? Oahu hay là Maui hay là Big Island hay là đảo nào? Mình đang ở Maui anh. Maui. Oahu, Aloha và Mahalo, Maui. Thì rất hay, mình có lên Hana Bay và đi tắm biển mà cát đen. Yeah. Và mình đi ở đây có đi, chúng ta có đi zip line và đi snorkeling. Yeah. Và đi ăn ở đây có Mama Fish House rất là nổi tiếng. Yeah. Mình chạy ngang chạy tới và lui tức là khoảng 6 đến 8 lần nhưng mà ăn chỉ có 1.5 lần ở đó thôi. Thì Mama Fish House rất là nhiều món ngon mà cách bày trí rất là professional, rất là đẹp. Rất là nhìn rất là ngon mắt và ngon miệng đó. Vâng. Dạ vâng. Vâng, thưa bác sĩ Ngô Bá Định, lần trước mình có nói về cái một nhân vật tên là Trần Đình Thụ từ bên Việt Nam. Đây là một cái tay mà show trước mình đã nói rồi là cái việc ông ta vẫn gọi là chỉ trích, gọi là một cách là không vô căn cứ rằng là Tổng thống Joe Biden nhận hối lộ của Tập Cận Bình này nọ. Và ngay cả cái việc mà làm tay sai cho tàu cậu, mà ngay cả cái vấn đề rất là đặc biệt đó là có lẽ là Trần Đình Thụ quên mất một điều, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam là con ghẻ của Mao Trạch Đông, đã từng nhận biết bao nhiêu viện trợ và cho tới ngày hôm nay đã bán tất cả cái đảo Hoàng Sa, Trường Sa của mình để đổi lấy tất cả viện trợ năm 1959 qua công hàm của Phạm Văn Đồng, thì không thấy tên này Trần Đình Thụ nhắc tới. Mình lại đi nhắc cái chuyện mà nửa vòng trái đất ở phía bên ở bên Hoa Kỳ. Một điều đặc biệt nữa, cái thứ giả là trong một cái hình một cái Facebook, trang Facebook mới đây đó, Trần Đình Thụ lại nhắc tới cái là nhiều tiểu bang Mỹ cải tiến luật bầu cử, phe dân chủ hoảng hốt trình dự luật lấu cá về bầu cử liền bị Cộng hòa đánh sập từ vòng gửi xe. Từ vòng gửi xe cái đó, thì có rất nhiều các bình luận của cái bản tin này đăng trên Facebook của Trần Đình Thụ rằng là anh ở bên đó anh có biết gì hệ thống chính trị của Mỹ không mà đi nói những chuyện lung tung như thế, tại sao có chuyện Việt Nam anh không nói. Thì bác sĩ Ngô Bá Định thường hay theo dõi Facebook, thì bác sĩ Ngô Bá Định nghĩ thế nào? Vâng, thì mình thấy có những người nó rất là hèn hạ, rất là chuyện nhà thì nhát mà dạ, mà chuyện chú bác thì lại siêng. Dạ. Những người mà tranh đấu cho dân chủ, cho cái công bằng, công lý, sức mấy mà dám ở dưới chế độ độc tài cộng sản phát xít Putin Tập Cận Bình á, là ho hé cái mõm ra là nó chặt liền, nó cho đi tù hoặc là nó ám sát liền chứ đừng có nói. Nhưng mà ngồi bên đó thì làm tay sai cho bọn nó. Yeah. Cho cái Force 47 và cái bọn tuyên huấn đó thì phải
tung ra những tin để mà chia sẻ người dân Việt Nam bên đây, hoặc là tung những cái tin mà để câu view hàng hạt, để lấy danh danh hám, danh hợi của hạt bọn nó. Không có thể nào làm, hắn không biết về cái For People Act, cái đạo luật cho nhân dân bảo vệ cái quyền bầu cử công bằng và tự do cho nhân dân. Nó có từ năm 1219, đã do một thượng nghị sĩ, là tôi nhất thời tên quên của ông đó rồi, vào tháng 9 và tháng 10 năm ngoái. Nhưng mà năm ngoái lên tên chơi senator đó, lên chơi thượng viện đó, thì đám thượng viện Cộng hòa mà bưng bô liếm đế mà rất là hardcore, bọn mà bị trắng thượng đẳng thượng tôn, mà nó không muốn mà có nhiều người đi bầu, càng ít người đi bầu là nó càng thắng, tức là toán học luôn quý vị ơi, quý vị tin tôi. Ok, làm sao mà cái đám người da trắng mà lương thiện mà biết điều á, mà không có tin vào vấn đề mà kỳ thị, mà coi thường người da màu, muốn người da màu lúc nào cũng dưới cơ, nằm dưới mình đó. Những người có biết điều, những người có đạo mà họ tin vào điều lương thiện, thiện lương đó, và những người mà có đạo đức đó, thì họ đi về cái nhóm những người mà da màu, mà họ biết họ không phải là chuối vàng, okay, ở ngoài vàng mà trong trắng, mà bám víu ra đám mà thượng đẳng thượng tôn để mà chụp hình chung với nó, để mà nói nó thôi có gì quầm tụi màu da nâu da đen hay là Muslim Hồi giáo hay tụi mới qua chứ đừng tôi ở đây lâu rồi, tôi cũng giống như anh, tôi cũng trắng như anh. Cái đám đó thiệt tình mà nói không biết nói gì nữa. Thì nói tóm lại, nó đã chặt cái đó thì đến bây giờ đó pass ở Hạ viện lần nữa và chuẩn bị lên trên thượng viện. Kỳ này á, bên đảng Dân Chủ đó, họ muốn là bây giờ chúng tôi chỉ cần anh pass một cái luật là để mà chúng ta debate vào cái chuyện đó thôi. Chứ không có nói về anh sẽ pass hay không, mà phải cho một cái debate để trước khi anh vote no đi. Trước khi cần phải tranh luận. They have to debate about, tức là phải tranh biện, phải phân tích cho mọi người. Anh nhớ không? Bọn Trung Cộng đó, khi mà nói về tranh chấp lãnh hải, lãnh đảo bên vùng biển Nam Hải, Nam Trung Hoa đó, thì chúng nó không bao giờ muốn thấy có hội đồng quốc tế. Ông chỉ muốn thương lượng với nhau one to one và đóng kín là thôi. Tại vì nó là đơn thế cầm chán. Cái thằng mạnh khi mà đóng cửa đánh nhau đó, mà không có người thứ ba, không có police, không có những người chung quanh đó, thì nó là chắc chắn nó thắng rồi. Nó nắm. Thì ở đây cũng vậy. Ở đây nó còn tệ hơn nữa. Ở đây cái đám mà hèn hề hung hiểm với bưng bô liếm đế, mà cái đám mà Trumpism, mà thượng nghị sĩ Cộng hòa mà Mỹ trắng thượng đẳng thượng tôn mà kỳ thị, như Matt Gaetz, McConnell, Kevin McCarthy, Gomez, Jim Jordan, Mark Meadow, biết bao nhiêu, Ron Johnson, chúng ta mới nói Ron Johnson thì, hay là Bobert, hay là Marjorie Taylor Greene, những đứa mà QAnon, những đứa đó hả, nó man rợ lắm, nó rất là kỳ thị. Nó muốn lấy lại cái đất nước mà nói là thuộc về người da trắng Anglo-Saxon của tụi nó. Cho nên tụi nó nói là hey, không có chuyện mà debate gì. Nó ngu gì nó debate, tại vì khi mà debate nó lên TV, lên media, lên những cái truyền thông Reuters, Bloomberg, truyền thông như Associated Press, C-SPAN, hay là Al Jazeera, hay là NSK World, anh Thắng, hay AFA, hay AFI, những cái mà đã có 200-300 năm, những cái mà nó không có binh, mà nó không có Dân Chủ Cộng Hòa chết, mà cả thế giới đều thấy, nó ngu gì nó thấy cho cái sự tranh luận. Tại vì những cái lý do tại sao mà anh lại rút ngắn cái thời gian mà cái window để đi bầu lại, tại sao mà những người bây giờ anh thay đổi những cái precinct đó, thay đổi cái địa lý này, những cái bang, và những người mà người ta đi bầu, người ta bỏ lộn vô cái phiếu, cái hộp thư mà không đúng đó, anh xé nó đi, anh không cho. Rồi tại sao mà khi mà cái kết quả bầu cử mà anh thấy anh thua rồi, anh lấy vào cái đại đa số trong quốc hội của tiểu bang đó, là chứng nhận là cái đó là có, chứng nhận cái đó là không hợp cách, không có hợp pháp, là có thể bỏ luôn. Anh dựa vào cái đại đa số rồi, anh thấy là một cái đám những cái lá thư mà trong đó nó có những cái bamboo mà powder đó, những cái bột mà bột măng mà nó từ bên châu Á nó dính vô đó, là không cần mở ra bầu, biết không cần biết bầu cho ai, cái đó là bất hợp lệ, là miễn sao đủ cái số envelope đó, là anh cho cái cuộc bầu cử đó là bất hợp pháp, là không có tính. Rồi không phải là cái người mà bộ trưởng bộ
nội vụ, tức là Secretary of State, như Raffensperger này nọ đó, đã certify cái kết quả bầu cử nữa, mà để cho quốc hội, mà trong đó đa số majority là đảng Cộng Hòa. Thấy không? Anh tước cái quyền mà bao nhiêu chục năm nay người đó, đó là cái người ông thống đốc và cái ông bộ trưởng môi trường là những người mà có mặt ở đó và certify cái result, bây giờ nó bỏ luôn cái đó. Anh biết có bao nhiêu cái đạo luật mà đề nghị ra cái bill đó, dự luật 800 cái dự luật đã phát tán là 49 tiểu bang, chứ không phải hồi đó tôi chỉ nhớ có 3-400 mà 47 tiểu bang. Bây giờ tôi đọc lại cái bài báo viết của Washington Post này tối hôm qua đó, 800 cái bill anh, mà trong đó đi với 49 tiểu bang mà dự luật thôi, mà chính là chính thức mà được biến thành luật đó, đã có 28 cái biến thành luật rồi. Dạ. Yeah. Những cái để làm sao, để làm cho giảm đi cái số người dân da màu và những người dân da trắng mà có biết điều đạo đức và tin vào công lý, tin vào sự thật bình đẳng giữa màu da sắc tộc với nhau, không có kỳ thị đó, mà bọn không có thích súng, mà cảm thấy khi mà nó cầm súng nó có quyền sinh sát người ta đó. Dạ. Yeah. Thì nó biết ở đám đó mà được đi bầu là gerrymandering, nó chia những cái địa lý chính trị đó, để mà cho dù là cái tổng số là cái general election mà count đó, population count đó, nó vẫn thua, nhưng mà gerrymandering ta chia ra nó vẫn thắng. Nó phải dựa vào những cái đó để mà tiếp tục, chúng nó sẽ thua. Yeah. Và cho nên nó nói là không có debate gì hết trơn á. Tại vì debate nó lên TV, lên truyền hình, lên internet, Instagram, lên tất cả những cái media trên thế giới, cái cơ tin gì đó, thì nó lộ ra cái bộ mặt mà kỳ thị, mà mánh mung gian hiểm, mà thủ đoạn mưu mô nó, tìm cách mọi cách để mà làm sao mà những người mà đi bầu ở phía bên người da màu và những người trắng mà lương thiện đó, đạo đức mà không có kỳ thị đó, mà tôn trọng vào cái sự bình đẳng màu da sắc thì đó, những người mà có lý trí đó, yeah, là nếu mà phải dèm từ đó thôi. Trong một cái buổi họp kín của những tụi mà tài phiệt tung tiền ra để mà hỗ trợ cho những bọn mà ở những tiểu bang mà lập ra những cái đạo luật để mà dèm phiếu đó, yeah, áp chế cử tri đó, áp chế cử tri, thì cái đám tài phiệt nó nói một câu như nè, việc đi bầu không phải là việc, là công việc của tất mọi người. Yeah. Càng ít người đi bầu thì chúng ta khả năng chúng ta thắng càng lớn. Vâng. Thì hắn ta lại không biết cái lúc mà bên Cộng Hòa mà bưng bô liếm đế tụi mà thượng đẳng thượng tôn kỳ thị đó, nó không, nó vote no trong vấn đề là không được debate. Yeah. Rồi nó filibuster, tiếp tục nó filibuster, tức là thay vì 51-50 là thắng, là simple majority thắng cho cái For the People Act hay là infrastructure, hai cái thứ đó, thì nó nói là phải filibuster, tức là phải cần có 60-50. Yeah. Tức là phải có 10 người bên đảng Cộng Hòa là phải phản đảng. Yeah. Tức là đi ngược lại, dùng chữ phản đảng thật sâu, mà họ làm theo nếu mà lương tâm đạo đức của nó, theo thiên lý công lý của vũ trụ, công đạo của trời đất, và lương tâm cơ bản của con người tôn trọng sự thật đấy. Như cái ông senator mà trong cái bài báo của Atlantic sáng nay, sau 8 tháng trời, từ tháng 11 tới giờ đó, đi điều nghiên tìm ra mà hắn ta là người bên Cộng Hòa hardcore, ráng tìm mọi thứ để chứng minh là ở bên Michigan đó, là bên dân chủ thổ tả đã an gian là gì. Hắn ta nói không có, chỉ toàn là lừa lọc dối xạo, bịa đặt ra, tại vì tôn thờ một lãnh tụ. Yeah. Mà đã quên đi tán tập lương tâm, quên chối bỏ mù loạt đó. Đọc cái bài của Atlantis, tôi không nghĩ ông Trần Đình Thủ đã đọc được một cái paragraph mà đã đọc hết được. Dạ. Yeah, vâng. Cái bài đó viết khá dài. Dạ. Yeah, vâng. Đó thì, nói tóm lại là hắn ta không biết. Tổng thống Biden đã nói cả đời ông ta đó, khi mà làm chính trị gia đó, là ông John Lewis, là cái quyền người dân phải được bỏ phiếu tự do bình đẳng, và không thế gì mà áp chế kèm cảm họ mà tìm cách khó khăn mà cái chữ gì hắn ta điều tra thân nhân của người, làm gì trong khi bỏ phiếu mà điều tra thân nhân, hay là hắn ta muốn nói là nhân thân hả? Dạ. Điều tra nhân thân của người đó. Tức là có thể hắn ta làm điều tra cái người đó gọi là di cư bất hợp pháp, là illegal reason mà vẫn đi bầu hay là gì không. Yeah. Cái đó chuyện đó quá nhỏ, mà tôi nghĩ không, trên đời này không có ai mà ngu đến mức mà qua đây mà chưa làm người công dân mà đang
đang chỉ là người thường trú dân phải không? Dạ vâng. Hay là người gì nhập cư bất hợp pháp phải không? Dạ. Mà dám đưa mặt ra đi bầu, anh có nghĩ có người nào dám làm gì đó không? Dạ vâng. Anh đã qua đây, anh đã lo sợ, anh đã nhập cư bất hợp pháp, anh đang ở thẻ xanh đang chờ đi được làm công dân Mỹ, hoặc là anh đã bị này bị kia, anh đang ở probation này nọ, anh đâu có muốn làm cái chuyện mà chỉ có một lá phiếu của anh đó, mà anh có chắc gì một lá phiếu của anh đã thay đổi cái kết quả mà anh lại mạo hiểm làm cái chuyện đó để mà anh bị bắt, mà bị trục xuất mà đuổi về nước, hoặc là bị bắt vô tù với cái tội di dân bất hợp pháp, di cư bất hợp pháp. Anh có nghĩ là những người đó có can đảm làm chuyện đó không? Dạ vâng. Cho cái ông William Barr ông nói quá đúng đi, đây là một cuộc láo xạo thối hoang như là phân bò. Dạ vâng. Mà hắn ta là người bưng bô lên đế. Vâng. Dạ vâng. Thưa bác sĩ, thì ngày hôm thứ năm đó, thì ông giám đốc tài chính của công ty Trump, và công ty Trump đã bị biện lý của thành phố Manhattan và biện lý của tiểu bang New York truy tố hình sự về cái vấn đề gian lận thuế và cũng như gian lận trong vấn đề làm ăn. Thì thưa bác sĩ, cái vấn đề đặt ra là dưới cái nhìn của bác sĩ đó, thì cái việc này ông Trump thì ông bảo rằng là đây là một cái cuộc săn phù thủy, nhưng mà phía bên công tố họ đã đưa ra những cái cáo trạng, họ nói là cái vụ gian lận thuế nó xảy ra 15 năm nay rồi chứ không phải mới đây, tức là trong vòng 15 nay đã làm ăn có nhiều cái nó không có được hợp pháp. Thì cái vấn đề này theo bác sĩ thì nó có ảnh hưởng đến những cái người mà đang ủng hộ ông Trump không? Có là họ làm họ thay đổi ý định hay là họ vẫn tiếp tục tôn thờ lãnh tụ của họ, thưa bác sĩ Ngô Bá Định? Được. Tôi nói nhanh liền, những người đó đã tôn thờ là tôn thờ, những đó là những thượng đẳng tự tôn, nó kỳ thị, nó không thích người dân da màu, nó muốn nằm cơ nắm cán, nó muốn nằm trên, nó muốn lấy lại đất nước mà nó nói là của họ đất nước. We have to take our country back. Cho nên nó không, cái người đó càng dữ dằn, càng kỳ thị, càng giống như nó thì nó càng bầu cho người đó thêm thôi. Yeah. Cái đám là khỏi nói rồi. Cái đám thứ hai là muốn tham quyền cố vị, nó không muốn mất phiếu. Ngày năm 2022 nó phải thắng. Mà đối lại bọn mà chính trị thôi, là những bọn mà tham quyền cố vị, tôi nói anh đó, dâm đảm, tiền bạc, quyền lực, lười biến nhân chứ làm sự an nhàn đó. Cuối cùng là cái tôi, cái ego, mà cái ganh tị, đố kỵ đó. Cho cuộc đời người ta, tôi nói lại, bất cứ cái gì mà tôi thấy, ủa tại sao, nó chỉ xuất phát từ thường thường vào năm cái đó thôi. Yeah. Tôi nói thường thường, nhưng không phải tất cả. Đó thì trở lại vấn đề này, cái đám mà tham quyền cố vị, cái đám mà đang, một cái người mà tranh cử mà nghị viên hay là thị trưởng ở thành phố này, nó qua nhiều cái khó khăn ghê gớm anh. Yeah. Tốn tiền, tốn bạc lắm. Cho nên để mà làm tất cả mọi thứ để mà tiếp tục tham quyền cố vị, giữ cái quyền lực của mình đó, họ sẽ làm tất cả, trội đối họ gần như là tính mạng cuộc đời của họ đó. Yeah. Hà huống như những tay mà đang dân biểu thượng nghị sĩ mà ở trên Washington DC và trên những cái tiểu bang đây, nó phải hang on to the power, tham quyền cố vị anh. Cho nên muốn nó phải có cái đảng của nó, nó phải tên đảng của nó. Bây giờ có một đám nào chuyên môn đi đâu đó, như nó nói ô thằng đó phản đảng, thằng đó nó lại binh theo dân chủ là chết liền. Yeah. Ông Trump thấy không, tay cái hèn hề hung hiểm của tay là đê tiện, mà là thù dai, mà hay tính cách mà trả thù vặt đấy. Ok, hắn ta đi vì rally ở những cái nơi mà có những người dân biểu dân cử mà Cộng Hòa mà đã không theo hắn ta. Yeah. Đã không theo tổng thống Trump là những lần impeachment, mà những lần mà đứng ra chống đối nói là những điều đó không theo đúng theo lương tâm của họ. Yeah. Thì bây giờ ông Trump muốn đi rally, mà lớn là rally ông nói những điều quá sai. Vấn đề là tôi bị anh giam, tôi bị ăn cắp, tôi bị witch hunt này đó, và nói những lời mà lật lọng. Vậy thì cái vấn đề mà cái tập đoàn ông Trump đó thì không có dính về ông Trump, và tôi không nghĩ có đến những người con, chỉ có ông Alan Weisenberg. Yeah. Và có thể người con trai của ông, tại vì những cái tiền mà trả tiền lương rất là hậu hĩ cho con trai ông là ông tên gì Weisenberg tôi quên rồi. Yeah. Thì và những cái tiền mà trả tiền học cho cháu nội ông, những cái tiền đó là những cái fringe benefit, những khi mà anh có những phúc lợi cho nhân viên mình đó, anh phải khai ra và đóng thuế trên cái đó. Yeah. Cái này không làm. Rồi, có những lần mà khai man
khi mà anh khai thuế, mà anh khai man, đó là anh phạm tội đại hình, đó là federal crime. Dạ. Tại vì lúc mà ông mượn tiền một cái Trump Tower đó, thì ông khai property anh lên cao như thế này, ông nâng giá lên. Dạ. Mà khi khai thuế mà đánh thì ông dìm giá hết ga xuống. Dạ. Chẳng hạn như mà cái vùng đất, cái miếng đất mà ở West là vùng Thất Xuân đó, là Seven Spring mà ở bên Westchester, ở bên New York đó. Dạ. Lúc ông mua chỉ có 17 triệu mấy thôi, mà cái giá thành lúc mà 2014 bao nhiêu đó, 2012 đó, nó chỉ lên tới khoảng chừng 11, 12 triệu thôi, theo đúng cái market value đó. Nhưng mà ông tăng lên đó, khi mà ông donate để mà ông trừ tiền income của ông đó, charity đó, ông donate nó tăng lên tới 257 triệu đô la. Yeah. Không? Thì có những cái gì mà khai man, khai gian mà nâng lên để mà mượn loan, mà hạ xuống để đánh thấp thuế, những cái đó là những cái điều mà phạm tội đại hình hết. Thì tôi nghĩ là ông Alan Weisenberg, tôi nghĩ ông sẽ không có flip, ông sẽ ông vẫn trung thành, vẫn trung thành để yeah. để mà ông nhưng mà nên nhớ ông Trump, ông còn có 20 mấy cái vụ truy tố khác, cái vụ mà cái lawsuit gọi là gì anh, những cái lawsuit khác. Thì yeah. anh nhớ cái vấn đề mà ông muốn cái ông Ratzenberger làm sao mà chế ra được thêm 18.000 cái lá phiếu hay 108.000 phiếu để hơn ông Biden để mà đúng thắng rồi. Ở bên Georgia không? Đó, cái đó là federal crime. Yeah. Cái đó là muốn. Và cái hai người ta đang thưa ông vấn đề mà sách độc, cổ độc, cái vụ nổi loạn mà muốn lật ngược lại kết quả bầu cử ở thành đô vào sáng tháng 1, và những cái vụ mà sách nhiễu tình dục. Yeah. Của bà John Carroll là cái cô gái 13 tuổi mà lúc đó ông Trump với ông Epstein đó, yeah. Jeffrey Epstein là có trong cái nhóm đó, thì bao nhiêu cái còn một người cũng đã thưa ông cái tội là negligent homicide, tức là đã không có trách nhiệm về vấn đề mà chống dịch để cho gây biết bao nhiêu chết bên New York. Yeah. Cái đó phần thứ nhất. Tôi nghĩ trong tương lai nó sẽ có nhiều thứ đó nữa, nhưng mà để dealing với những cái cuộc tố tụng như vậy, mà ông còn nói là tùy theo sức khỏe đến năm 2024 ông có thể ra ứng cử. Lúc đó là ông là 78, 79 tuổi rồi phải không ạ? Vâng. Mà lúc đó tôi không nghĩ là, tôi nghĩ ông phải, từ đây ông phải deal lại rất là nhiều từ sự tố tụng, rất còn lâu lắm. Cho nên tôi nghĩ là ông Trump ok lần này, nhưng mà cái Trump, cái tổ chức Trump đó, công ty đoàn tài chính Trump đó, nó sẽ bị điều đứng, mà nó bị kết án, nó sẽ bị phạt tiền, phạt vạn, và có thể đi đến vấn đề mà điều đứng trong vấn đề tài chính là bankruptcy. Tại vì những cái nhà băng, tất cả những tên thế giới, khi mà cái organization đó cái công ty đó mà đã phạm tội đại hình rồi đó, thì theo lẽ đương nhiên và tự nhiên đó, là không có một cái tập đoàn và tài chính nào muốn loan tiền cho người đó hết. Dạ vâng. Và nếu không nói là họ sẽ đòi tiền ngay tức khắc. Tại dạ vì vâng. trong những cái contract đã nói rằng khi mà cái tập đoàn của anh, một cái escort, một cái corporation của anh đó, mà phạm tội đại hình này nọ đó, thì chúng tôi có quyền terminate cái contract và anh phải bồi hoàn lại những số tiền anh đang thiếu liền bây giờ trong vòng bao nhiêu ngày. Đa số những contract này đều có những cái đó. Dạ. Thì cái vấn đề tập đoàn Trump có thể bị bankrupted. Dạ, nên nhớ ông, tập đoàn Trump đang thiếu trên 1 tỷ đô la, trong đó khoảng gần 400 mấy chục triệu đô la, gần 400 triệu đô la từ Deutsche Bank. Dạ vâng. Mà Deutsche Bank có những cái hoạt động rất là mờ ảo. Dạ. Và vấn đề mà tập đoàn Trump đã laundering money từ ở bên Ả Rập và tiền ở bên tụi mà oligarch mà dính líu lại Putin bên Nga đó, nhiều lắm. Cái vấn đề đó trong tương lai từ từ nó sẽ lòi ra ánh sáng đó, thưa anh. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Rất tiếc vì thời gian cũng không có nhiều, cho nên một lần nữa Tường Thắng xin cảm ơn bác sĩ Ngô Bá Định đã đến với chương trình Đối Diện Sự Thật, mặc dầu đang nghỉ hè ở bên tận thiên đường hạ giới của Hawaii. Và một lần nữa xin cảm ơn quý khán giả của SBTN và xin hẹn quý khán giả vào tuần sau cũng như là tại truyền hình SBTN với bác sĩ Ngô Bá Định tại studio của SBTN, và xin cảm ơn bác sĩ Ngô Bá Định rất nhiều.
cho mình nói 30 giây nhanh. Dạ. Quý vị nghĩ đây đi, các bà con cô bác mà đang còn thương tưởng nhớ lại ngày trăm của các quý vị, nên nhớ lại đi, bầu một lãnh tụ, một người nguyên thủ, một người lãnh đạo mình đó. Trước nhất là phải vào cái tài đức, cái nhân lễ nghĩa chí tín, cái con người là bất nhân bất nghĩa, vô nghị vô pháp vô lễ mà kém trí đó, uống thuốc mà thuốc tẩy trùng đó để mà chữa bệnh, hay là uống thuốc ký ninh mà bây giờ Bolsonaro đó bên Brazil là thấy nó sống chết lại ký ninh đó, uống để ngừa, uống để chữa luôn, mà bây giờ nước Brazil đó có thể là trên 500.000 người mà sẽ chắc chắn sẽ vượt qua Hoa Kỳ, trong khi dân số nó chỉ có 2/3 nước Mỹ thôi. Là hắn ta là sống chết với ký ninh và không tin vào vaccine và không tin vào đại dịch, là tay mà Jared Bolsonaro đó. Thì đó, cái người mà kém trí, dùng thuốc tẩy trùng uống để chữa việc, trời ơi, rồi hồng ngoại vô đi chữa dịch, rồi lại bất tín, hứa biết bao nhiêu mà không làm cái gì hết. Là phản bội đồng minh, chia rẽ NATO, ra khỏi TPP, rút quân khỏi Syria và bỏ người Nguyễn Nhĩ, người bị đầy đọa tân cương bởi Tập Cận Bình, không? Và Hồng Kông, Đài Loan, không nói gì hết. Mà chỉ có một đề thất hạm đội chạy tới chạy lui ở biển Nam Trung Hải mà la làm đám người Việt Nam đây cứ tưởng như ông Trump là quánh tàu mà độ thế cứu Việt Mỹ đã khỏi xã hội chủ nghĩa, mang Việt Nam Cộng Hòa trở lại nước Việt Nam. Trời ơi, vừa phải thôi, cái đó là luận điệu của những kẻ đúng là đang hoạt động cho một cái nhóm người nào mà có tính cách chính trị, cái nhóm tuyên huấn nào đó để chia rẽ, để rối loạn cộng đồng chúng ta. Quý vị nhớ lại, nhân lễ nghĩa chính tiêu và cái đạo đức và cái tài ấy, cái người gian thương, gian lận, gian dối, gian xảo, gian tà, gian tế, gian tham, gian lận, gian díu, trời ơi, 10 gian luôn. Mà tại sao mình lại tin vào cái người đó hơn là cái người mà một cái người vừa tài vừa đức mà có gần 50 năm kinh nghiệm trong chính trường. Dạ vâng. Mà lần đi nhà thờ là người rất là ngoan đạo, thấy không? Dạ, quý vị nghĩ đây đi. Quý chỉ có nói, nếu mà quý vị nghĩ lại, thôi Ngô Bá Điện ơi, mày nói chi cho thừa vậy? Tao vẫn bầu ổng là tại vì tao được trừ thuế, ổng quánh tàu, ổng cho tao mua súng. Rồi ổng vòng tụi da đen, da nâu là tụi Hồi giáo mà họ có một lần tao ghét tụi nó lắm, tụi nó làm cho tao quê mặt hay là nó làm cho tao bị này bị kia. Rồi vấn đề tao là công giáo mà tao chống phá thai mà mày nói gì kỳ với Ngô Bá Điện. Những người đó suy nghĩ lại đi. Dạ vâng. Nếu mà vẫn còn lầm lỗi như vậy, lầm lạc như vậy, u mê như vậy, nhận giặc làm cha mà nhận ma cô làm lãnh tụ, làm sao mà cuối đời mình có thể nhìn vào mắt con cháu mình, hà huống gì làm cái tấm gương để mà dạy dỗ nó. Về cuối đời chết xuống suối vàng còn nhìn lại tầng tổ mình nữa. Dạ vâng. Quý vị, dạ vâng, suy nghĩ lại đi. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Ngô Bá Điện rất nhiều. Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị qua Speedia. Đài truyền hình SBTN hân hạnh giới thiệu CD Anh Không Chết Đâu Em. CD gồm 13 ca khúc, viết về các sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị có thể đặt mua CD từ bây giờ trên trang nhà sbtnhomeshopping.com hoặc gọi 888-500-2018 hoặc gửi chi phiếu về địa chỉ PO Box 127 Garden Grove CA 92842. Giá CD chỉ có $10 và $5 tiền cước phí.